Xin chào các bạn, trên tay của mình là thiết bị Era Clean của Xiaomi dùng để khử mùi tủ lạnh. Thì cái này là ở tại Xiaomi thì các bạn sẽ làm tìm tại kênh phân phối của Xiaomi chính hãng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì bên trong chiếc hộp này thì nhân vật chính chúng ta đó là chiếc máy Era Clean của Xiaomi. Chiếc máy này thì dùng cho tủ lạnh nên có thiết kế rất là nhỏ gọn. Thì chúng ta sẽ có ở đây thì có các cái thanh hiển thị. Đầu tiên đó là chế độ, đây là chế độ khử mùi. Chế thứ hai là ion âm để nó khử khuẩn. Chế thứ ba đó là khử mùi vừa khử khuẩn chuyên sâu. Và cái thứ tư đây là ký sét thể hiện được là cái mức độ pin của mình. Thì nếu mà màu xanh thì tình trạng pin còn tốt, nếu màu đỏ nháy thì tùy thiết bị nha, thiết bị này là vậy. Màu đỏ nháy thì cái này sắp hết pin. Và thời gian sử dụng cho một lần sạc là khoảng 60 ngày. Đây là hướng dẫn bằng tiếng Trung, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4. Tương ứng của đó là một lần nhấn, hai lần nhấn, ba lần nhấn, bốn lần nhấn đó. Khi mà một lần nhấn thì nó vào chế độ khử khuẩn và khử mùi. Hai lần nhấn thì nó vào chế độ là ion âm cùng khử khuẩn chuyên sâu. Cái ba là khử khuẩn và khử mùi chuyên sâu, và cái bốn là về cái pin. Bên trong hộp thì chúng ta còn có là số thiết bị sử dụng và dây nguồn, dây sạc. Nó không có củ sạc nha. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị. Chúng ta có một thiết bị đi kèm để kẹp vào tủ lạnh. Đây là cái chân kẹp. Chúng ta sẽ kẹp vào cái lỗ này, vị trí này. Ta sẽ móc vào đây. Móc vào đây. Còn cái còn lại, phần dài này chúng ta sẽ kẹp vào cằm của tủ lạnh. Cái này thì chúng ta có thể dùng ở ngăn đá hoặc là ngăn mát đều được. Chúng nó hoạt động ở nhiệt độ âm được âm 20 độ. Thì thường thì thiết bị này dùng ở càng nhiệt độ càng thấp á, thì thời gian sử dụng của nó càng càng ngắn đi, vì do tình trạng của pin. Thì chúng ta thử nha. Khi chúng ta mở thì chúng ta nhấn vào giữ. Đấy, thì là nháy chế độ đầu tiên này. Về chế độ khử mùi và khử khuẩn. Thứ hai là sẽ ion âm này, tức là hai lần nhấn từ lúc mở lên đó. Thứ ba nó sẽ quay là khử khuẩn, khử mùi chuyên sâu. Thứ tư là tình trạng pin này. Pin màu xanh. Thì chúng ta nhấn một lần thì như này, nhấn hai lần như này, ba lần ta nhấn nó sẽ chuyển, và chúng ta nhấn giữ thì nó tắt đó, bật lên nè, 1, 2, 3. Thì mình khuyến khích các bạn nếu mà có đồ ăn tươi nhiều á thì các bạn nên nên để chế độ đầu tiên á, chế độ này nè, giúp tươi rau củ hơn. Thứ hai nó khử khuẩn thịt cho nó, thì dùng cái này. Còn bình thường thì mình dùng chế độ này. Các bạn nghe nghe có cái tiếng rất là nhỏ ở đây, quạt nó ra đây nè, quạt nó sẽ ra đây và có hơi ra nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ mình mang vào tủ lạnh của mình để mình thử, và mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ cho kết quả trong bằng review tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.